Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hoàng Linh Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái video ngắn về cuộc sống bình thường của quê mình. Thì ngày hôm nay hai đứa thanh niên Phú và thanh niên Ba Giác đã có cái cuộc tắm sông. Đây là cái con sông gần nhà mình nha các bạn. Nước là chưa rất là sâu và hiện tại đang nước rất là lớn. Rồi sau đây là cái tiết mục diễn trò hề của hai thanh niên này. Hai niên này có dấu hiệu sao ghênh gặp quá ta. Đấy đấy đã được. Hai niên này đang rất là thằng đẩy trước thằng đẩy sau. What? Thằng trước chì thằng sau đẩy thì đẩy tới ngày mai thì chiếc dù này sẽ đi tới các bạn. Chào các bạn ơi, Ba Giác có lời gì nói với các bạn khi mà tắm xong dưới đây không? Trời, dân miền quê mà vui lắm, dân miền quê mà vui lắm. Wow. Trời ơi sao muối mày ơi, đứng lại cái đây. Thanh niên sáu múi vòng cục. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Không có múi hả? Rồi, thanh niên Phú đâu vậy? Thanh niên Phú ơi! Phú à! Đó. Đó. Sau đây là một pha biểu diễn của bạn Ba Giác nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem Ba Giác có biểu diễn gì, một pha Santo rất là đẹp mắt không? What the hell? Các hành động này bởi những thực hiện chuyên nghiệp các bạn đừng làm theo nha. What? Oh. Đây, sau đây là anh niên mập ú nhất tim. Nope. Đây, sau đây là một pha biểu diễn kỹ thuật của anh Ba Giác. Wow. Ừ, nó nhảy gì thấp chủng gì trời. Thanh niên này làm gì đây vậy ta? Và sau đây là màn thi lặn với hai thanh niên Phú và Ba Giác. Thì thanh niên nào lặn lâu thì thanh niên sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Thì thanh niên Phú nghĩ chắc tướng béo chắc như cái thùng phi nổi lên sớm quá. Còn thanh niên kia chắc 3 ngày nổi lên nữa. Rồi bây giờ bắt đầu nè, ai lặn lâu sẽ giành chiến thắng nè. 1 2 3. Rồi. What? Sao nó im quá các bạn? Các bạn thấy nó ở đâu không? Các bạn thấy hai thanh niên đâu không? Đây đây đây, mình thấy cái đầu của thằng nào lên các bạn. Thấy cái đầu rồi, các bạn thấy không? Để mình zoom lại cho các bạn coi. Thấy cái đầu của thằng nào rồi. Đây nè, đây nè. À, anh đi Ba Giác lên lên trước rồi. Vậy là thanh niên Phú giành chiến thắng. Thành thưởng giành chiến thắng là một cú nhảy Santo đủ kiểu. Sau đây là một màn Santo khi đã giành chiến thắng, Santo tùy ý nha. Santo qua đây chứ, qua đây, qua đây. Thôi kệ nó, lỗi đích gắn lỗi đích khác vô xài. Vỗ tay, vỗ tay. 1, 2, 3, xong. Một cuộc chấn động lắc lắc luôn. Cái này là có thể gọi là như động đất 9 độ Richter các bạn. Rồi. Chuẩn bị có sóng thần đấy rồi.
Rồi sau đây là màn hai thanh niên sẽ tạt nước với nhau. Thanh niên sẽ chọi xe. Hay. Oh, hay quá, hay quá, chết ơi.